chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay là một ngày khá là đẹp trời. Mình sẽ ra ngoài sân quay cho mọi người xem những cánh hoa nở tuyệt vời của khu vườn của nhà mình nha. Đây mọi người, bây giờ mình sẽ quay cho mọi người xem là những cánh hoa hồng ở nhà mình đang chuẩn bị nở rộ rồi nè mọi người. Đó, mọi người thấy không? Thấy cái nụ không? Nó búp 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 rất là nhiều các bạn. Đây nè, đó, cái nụ hoa hồng nhà, cái bụi hoa hồng ở trước nhà mình nó chuẩn bị nó nở rồi, rất là nhiều búp luôn các bạn. Xem nè, nó quá trời nhiều búp luôn các bạn ơi. Chà, bữa nay nó chắc nó nở một cái là đỏ cây luôn á. Cây này là cây bông hồng màu hồng nha các bạn. Đây là cái bụi bông hồng màu hồng nữa nè các bạn. Đây là các bạn thấy nó màu hồng trong gốc này nè, nó có màu hồng nè. Đây các bạn thấy không? Nè, cái bụi này nó cũng nở búp quá trời nhiều luôn nè. Cái mùa đông được rồi á, hai chị em của mình nó ra cắt chuỗi luôn, cắt chuỗi cái cây luôn. Cắt cho nó tròn cái cây lại để đừng có vướng á. Và cái mùa này bắt đầu nó đâm trời, nó đâm hoa quá trời luôn, nhìn đẹp quá các bạn ơi. Và cái hoa này là hoa hồng mini á, nó hơi nhỏ nhỏ chứ nó không có to giống như mấy cái bông hồng mà mình cắm hoa đồ, nó không có bự. Các bạn xem cái bụi bông của mình nó chuẩn bị nở hoa nè. Nó đang búp búp nè, chắc cỡ 3-4 ngày nữa bắt đầu nó nở. Và đây là cái bụi hoa mình rất là ưng ý nè các bạn. Trời ơi các bạn thấy nó đẹp không? Quá tuyệt vời luôn. Đẹp quá mọi người ơi. Này mọi người xem nè, dễ thương quá. Này hôm qua cắt cỏ nè, cỏ không? Đó các bạn thấy không? Đẹp quá mà cái màu rực rỡ luôn. Cái tiếp nè các bạn. Đó các bạn thấy không? Bên đây rồi bắt đầu nó to rồi nè, bắt đầu nó ra đều. Cái mùa rồi mình cắt cho nó bằng á, bây giờ nó ra đẹp ghê không? Mọi người xem à, quá trời đẹp luôn. Cái hoa màu trắng mà cũng đẹp quá trời các bạn. Màu trắng tinh khôi. Này là cái búp nè các bạn. Cái búp mà nó chưa có nở nè các bạn thấy không? Đó, còn cái này là nó đã nở rồi nè đó. Đây, cái này là nó chưa có nở nè. Nó búp búp như vậy nè các bạn, dễ thương ha. Các bạn thấy không? Đẹp quá đúng không? Đây là cái bụi hoa đang chuẩn bị nở thì chắc một tuần nữa nó sẽ nở và mình sẽ quay cho tất cả mọi người xem nha. Đây là cái màu hoa đó nè các bạn. Đó, cái màu hoa của nó đẹp lắm nhưng mà mình sẽ quay cụ thể cho mọi người xem khi mà nó nở to như vậy nè. Các bạn thấy không? Cái cây này rất là cao. Đó. Cao, nhìn gì cái búp nó giống như bông artiso các bạn ha. Y hệt bông artiso à. Thì kế đến gần ở phía bên hông nhà mình như chỗ này nó có một cái bụi bông đó, bạn thấy đẹp không? Đó rồi á, qua bên đây thì là có bụi bông hồi nãy mình cho các bạn xem đó, mà nó chỗ búp búp rồi nè, bạn thấy nó chỗ búp búp không? Đó. Đây cái bụi này là bụi to, bạn thấy không? Quá trời luôn. Bây giờ chúng ta sẽ đi vô xem. Cái này là khu vườn sau nhà các bạn. Đó. Bạn thấy đẹp không? Phải có người vô nữa nó mới đẹp. Trời ơi đẹp quá. Hoa đẹp, người cũng đẹp luôn bà con ơi. Quá đẹp, quá đẹp. Trời ơi quá đẹp. Đẹp quá mọi người ơi. Đẹp không mọi người ha? Người đẹp đứng đâu cũng đẹp. Đây nè, cái bụi này là cái bụi màu hồng đậm. Cái bụi này thì lợt hơn. Cái bụi này thì lợt hơn, các bạn thấy không? Đó, cái hoa này thì hơi lợt hơn một chút xíu, nó có cái tông màu cam cam. Đó. Đây nữa các bạn, đây cũng có một cái bụi giống hoa y như nhau luôn. Nhưng mà cái loại này là nó có màu nhạt hơn. Màu này là màu hồng phấn. Màu hồng phấn các bạn. Các bạn thấy không? Màu rất là đẹp. Đó, cái mặt tôi cũng đẹp luôn. Đó. Trời ơi, sao mà hoa đẹp quá vậy? Tôi cũng đẹp quá nè. Giỡn thôi nha mọi người. Đây là cái khung cảnh ở phía nhà sau của mình đây. Các bạn thấy đẹp không? À. Có cái cầu thang đi xuống. Nhưng mà ít khi nào đi đường này lắm. Đi đường trước không à. Đó, các bạn thấy không? Nhà bên kia đang thổi bụi, đang xịt bụi. Đó các bạn thấy không?
khu vườn nhà Minh cũng khá là bé bé nhưng mà cũng rất là nhiều hoa đẹp các bạn. Các bạn có thấy thích không? Bây giờ mình sẽ đi đến cái bụi bông cực kỳ đẹp mà mình cảm thấy rất là ưng, nhưng mà ở nhà người ta cho nên đi qua nhà người ta quay mọi người. Đó, em cho mọi người thấy nè, cái bụi bông đẹp lắm mọi người ơi, đẹp tuyệt vời, mọi người thấy không? Tinh tinh tinh, quá trời đẹp. Đứng bên đây cho nó có đủ ánh sáng. Tinh tinh tinh, đẹp không, đẹp không? Đẹp không mọi người? Quá trời đẹp mọi người ơi. Cái hoa nó đẹp các bạn. Mà thơm nữa. Thơm thơm, cái mùi giống như hoa nhài vậy đó. Nhưng mà nó nhẹ hơn, cái mùi nó thoang thoảng 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 nhẹ hơn. Bạn thấy đẹp quá. Mọi người ơi, nhìn xa nè mọi người, bụi hoa quá trời đẹp quá. Đẹp quá, đẹp quá. Và căn nhà này hiện tại đang bán mọi người à, cho nên mình tha hồ qua mình chụp hình. Còn những cái căn nhà của người ta theo kiểu là không có bán mình dám qua chụp hình, nhiều khi cái người ta không thích đó. Bạn ơi, khoe cho các bạn xem cái bụi hoa của mình dễ cưng không, các bạn xem bụi hoa không? Thấy chưa? Cái hoa nó mọc sen sen vô cái lá gì vậy? Xem nè, cái hoa như cái chuông dễ thương nha. Cái mùi nó thơm như hoa lài vậy các bạn. Các bạn thấy nè, cái mùi nó thoang thoảng thơm như bông lài vậy đó. Rất là thơm. Và các bạn biết không, nó mọc xen vô cái những cái bụi lá. Nè các bạn nhìn nè, thấy nó trắng 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 nè. Đó, rất là nhiều. Nó là dạng cũ, nó không có chết nha các bạn. Mùa đông nó chết xong cái mùa xuân nó sẽ mọc lại. Đây các bạn thấy nè, dễ thương ha. Đó. Đẹp quá à. Bởi vì bên Mỹ này có nhiều giống hoa đẹp quá trời luôn các bạn này. Cây này của mình đó, nó có trái và nó có bông cũng đẹp lắm các bạn. Mình cho các bạn xem cái này nè. Cái này là cái bông của nó nè. Và nó có cái trái đỏ 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 đỏ, đỏ mọi người. Nó có cái trái đỏ đỏ. Thường ta cắm hoa ta hay cắm vô á, cái trái đỏ chắc bằng ngón tay út vậy nè, mà nó đỏ, đỏ tươi. Đỏ đỏ kiến, màu đỏ kiến đẹp lắm. Bữa trước thì em mình thấy nó còn, bữa nay nó hết nè. Nó rụng mấy cái trái hết trơn rồi. Rất là đẹp các bạn. Hôm nào có mình sẽ quay cho các bạn xem. Và mình sẽ quay cho các bạn xem cái cây hoa này của mình nè. Bữa trước cái cây hoa này mình có quay cho mọi người xem á. Nó nở rất là đẹp. Và nó sẽ nở vào ngay cái thân cây ấy, nó nở đều hết cái thân cây luôn. Ngày hôm nay nó đã tàn rồi các bạn. Đó, cái bụi hoa này của mình nó cũng một tuần, tuần hai tuần gì đó. Năm bữa nay nó mới tàn. Nó tàn là nó ra cái hột đó các bạn. Cái hột đỏ đỏ, đỏ đỏ đỏ. Đây nè, phía sau vườn của mình cũng có một cái bụi bông hồng nè các bạn. Cây ở trước nhà là màu hồng, còn ở sau này là cái màu nó hồng cánh sen, nó đậm hơn. Ở trước là màu hồng phấn, màu hồng phấn với màu hồng hồng cherry đó. Đó mấy cái màu đó đó, còn ở sau này là hồng hồng cánh sen. Nó cũng có rất là nhiều nụ nè các bạn, các bạn xem nè, quá trời nụ luôn. Mùa này là có hoa hồng cắm để bàn rồi đó. Thường này mình nó mọc ra cái bắt đầu cái nó nở ra đều hết rồi, bắt đầu cái mình lấy vô mình cắm hoa, mình cắm hoa mình để trên bàn ăn á, rất là đẹp các bạn. Cái bụi hoa của mình nữa nè, nó giống như cái cây hồi nãy vậy đó, nhưng mà nó đã rụi vậy nè các bạn, nó nở ra như vậy nè, nó nở rất là to to nhưng mà nó nhiều nữa các bạn, nó nở lần chùm chùm như vậy các bạn đó, nó nở chùm chùm vậy đó. Nó nở cái hoa to mà nở chùm chùm nó, cho nên khi các bạn thấy nó nở ha, các bạn nhìn vô cái thân cây nó đỏ trơn luôn, đẹp lắm. Nhưng mà ngày hôm nay nó tàn nè, nó già rồi,
bạn.